Chào các bạn, mời các bạn đến với phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6. Trong bản tin này của chúng tôi, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Cổ động viên Thái Lan lại khiêu khích cổ động viên Việt Nam trước thềm đại chiến ở King's Cup. Huấn luyện viên Ấn Độ không tin tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết King's Cup 2019. Huấn luyện viên Việt chỉ ra rào cản lớn nhất của tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cổ động viên Thái Lan tiếp tục khiêu khích cổ động viên Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nối gót những lời tuyên bố ngạo nghễ và ngông cuồng của truyền thông Thái Lan, các cổ động viên xứ sở chùa vàng tiếp tục lại tỏ ra khiêu khích. Ngày 10 tháng 6 năm 2015, Tuấn Hưng từng tuyên bố trên trang cá nhân: "Hãy chiến thắng U23 Thái Lan để mang lại niềm hân hoan và niềm tin cho người hâm mộ. Đây là thời điểm đẹp để phủ đầu người Thái, dạy cho Kiatisak về thói ngạo mạn. Bóng đá Việt Nam giờ đã khác xa so với thời anh sắc ở Hoàng Anh Gia Lai rồi." cứ chờ đấy, nếu Việt Nam thua Thái Lan, tôi sẽ cạo trọc đầu. Có thể nói tinh thần yêu bóng đá của nam ca sĩ được các fan của môn thể thao vua ủng hộ nhiệt tình. Phát ngôn này cũng không chỉ gây sôi sục trong nước mà còn khiến cho Tuấn Hưng được truyền thông và dư luận Thái Lan chú ý. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, U23 Việt Nam đã thất thủ trước Thái Lan ở trận đấu ấy. Không chỉ fan trong nước mà thậm chí cả fan Thái Lan cũng rầm rộ bắt Tuấn Hưng giữ đúng lời hứa trước trận đấu trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập ảnh chế chọc đầu của nam ca sĩ. 4 năm sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có cuộc chạm trán với đội tuyển Thái Lan ở King's Cup ngay tại xứ sở chùa vàng. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. Việt Nam giờ đây đang ngồi chễm chệ ở ngôi vương Đông Nam Á, trong khi đó, Thái Lan đang cố gắng vươn mình để giành lại vị thế anh cả mà họ tự xưng. Sự vắng mặt của những ngôi sao như Chanathit hay Đình Trọng đã ít nhiều làm giảm đi sức hấp dẫn của cuộc trận cầu này. Thế nhưng cuộc nội chiến Đông Nam Á vẫn được người hâm mộ cả hai nước mong ngóng từng giờ. Trên fanpage bóng đá của Đông Nam Á, một cổ động viên Thái Lan có tên là Kulawut phát ngôn sốc khi nhắc lại câu chuyện lời hứa cạo chọc đầu năm xưa. Nếu Việt Nam thua Thái Lan thì ai sẽ là người chọc đầu như Tuấn Hưng? Dòng bình luận của cổ động viên Thái Lan nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cổ động viên Đông Nam Á, đặc biệt là các fan đến từ Việt Nam. Nhiều fan cho rằng đó là một câu nói ngông cuồng và mang tính khiêu khích các cổ động viên Việt Nam. Trong buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam ở Kings Cup 2019, thuyền trưởng của Thái Lan cũng ngạo mạn tuyên bố sẽ hạ đẹp Quang Hải và các đồng đội. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi thứ đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Như các bạn đã biết, Thái Lan có lợi thế sân nhà và toàn đội rất quyết tâm giành chiến thắng để mang lại niềm vui cho người dân. Ngược lại với thái độ khiêu khích của cổ động viên Thái Lan trên trên Facebook đội tuyển Thái Lan, Chiang Suk, một số người hâm mộ Thái Lan tỏ ra lo lắng và nhắc đến trận thua 0-4 của đội tuyển U23 Thái Lan trước Việt Nam. Người hâm mộ có tên Aodat chia sẻ, nhiều người rất tự tin nhưng đối với một cổ động viên hâm mộ thực sự như tôi sẽ rất lo lắng trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi sợ kết quả ở vòng loại U23 châu Á mới đây sẽ lại tái diễn, hãy cố gắng chiến đấu nhé. Ở vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội, U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng với tỷ số 0-4 trước Việt Nam. Chiến thắng ấn tượng này đã chứng minh sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Vì thế, người Thái chờ đợi trận khai mạc KISCUP Cup 2019 để so tài cao thấp với đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ có tên là Pirachat cho biết, chúng ta chưa bao giờ thua Việt Nam trong suốt 11 năm qua, nhưng họ đã trỗi dậy trong 2 năm trở lại đây vì thế, đừng chủ quan, hãy tôn trọng và thi đấu bình tĩnh, đừng để thua họ trên sân nhà. Cũng có những cổ động viên voi chiến rất lạc quan và tin tưởng đoàn quân của huấn luyện viên Sidisak sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ có tên là Mana nhận định: "Tôi tự tin cho rằng chúng ta sẽ là những người chiến thắng, Việt Nam không phải là Hàn Quốc hay Nhật Bản." Cổ động viên Tian Phong không chấp nhận đội nhà thua Việt Nam và cho hay thua ai cũng được nhưng đừng để thua tuyển Việt Nam. Với tư cách là một người hâm mộ, tôi yêu cầu các bạn hãy chiến đấu hết sức để giành chiến thắng. Cổ động viên Prysit Chai Kang đưa ra ý kiến về trận đại chiến ở khu vực. Mọi người đừng quá coi trọng kết quả, đây chỉ là trận giao hữu, chúng ta hãy cùng Việt Nam hướng tới World Cup thay vì chỉ mong trở thành số 1 của Đông Nam Á. Trong một diễn biến khác, truyền thông Thái Lan loan tin bảy voi chiến sẽ nhận được hơn 8 tỷ đồng nếu đánh bại được tuyển Việt Nam ở bán kết King Scup 2019. Theo thông tin mới nhất từ phía truyền thông Thái Lan, đội tuyển của họ đang được kỳ vọng rất lớn để đánh bại đội tuyển Việt Nam trong màn so tài lần này. Thậm chí nhiều tổ chức cá nhân còn treo thưởng với số tiền cực lớn để tạo thêm động lực cho đại bóng xứ sở chùa vàng trước màn thương hùng với Việt Nam. Cụ thể, theo tờ Sia Sport, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ nhận được hơn 10 triệu bạc, tương đương 8 tỷ đồng từ liên đoàn bóng đá nước này nếu đánh bại được tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mới chỉ là số tiền mở hàng. Nếu thắng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, dĩ nhiên bảy voi chiến sẽ nhận được một cơn mưa tiền thưởng từ các tổ chức và cá nhân khác. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng cho biết đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam bằng mọi giá để khôi phục lại ngôi vị của bóng đá số 1 Đông Nam Á. Tờ này cho hay, đội tuyển Thái Lan có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng trong số 4 đội tham dự giải đấu. Chúng ta bắt buộc sửa sai sau thất bại 2-3 trước Slovakia ở chung kết năm ngoái phải đặt quyết tâm cao sẽ vô địch giải đấu năm nay nếu không muốn người hâm mộ thất vọng. Chúng ta đã đánh mất vị thế ở khu vực khi Việt Nam đạt được những thành công lớn trong năm qua. Đây chính là lúc mà phải nhìn nhận lại vấn đề một chiến thắng trước chính Việt Nam sẽ là bàn đạp để cho chúng ta vươn lên. Huấn luyện viên Ấn Độ không tin tuyển Việt Nam vào chung kết Kings Cup 2019. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Igor Stimak của tuyển Ấn Độ tỏ ra cực kỳ tự tin trước trận mở màn Kings Cup 2019 khi khẳng định sẽ giành chiến thắng và hy vọng gặp chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Chiều nay, ngày 5 tháng 6, tuyển Ấn Độ sẽ gặp Kura Cao tại trận mở màn Kings Cup 2019. Đây được đánh giá là một trận đấu khá khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Igor Stimak, khi đối thủ không chỉ đang xếp ở vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA mà còn sở hữu một số cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, huấn luyện viên này tỏ ra cực kỳ lạc quan khi khẳng định rằng đội tuyển Ấn Độ đến Thái Lan là để giành chiến thắng. Điều kiện thời tiết ở Thái Lan khiến chúng tôi gặp một số khó khăn nhất định. Thế nhưng, đội tuyển Ấn Độ đến đây là để giành chiến thắng và sẽ làm hết sức mình để đạt được mục tiêu này. Tôi biết Kurakao là một đội bóng mạnh, nhưng họ chắc chắn sẽ giúp chúng tôi có cơ hội được học hỏi và phát triển bản thân. Ông Igor Stimak cho biết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này có vẻ đánh giá thấp sức mạnh của tuyển Việt Nam khi khẳng định đội bóng của ông sẽ gặp chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết Kings Cup 2019. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Tôi tin tưởng các cầu thủ của tôi sẽ có màn trình diễn tốt trước Cura Huấn luyện viên Việt chỉ ra rào cản lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Triệu Quang Hà cho rằng đội tuyển Việt Nam cần phải cởi bỏ áp lực tâm lý phải thắng trước Thái Lan trong trận đấu ngày hôm nay. Anh chia sẻ với Dinh.vn Đánh bại đối thủ là cách khẳng định vị thế số 1 khu vực người hâm mộ hai nước đang rất chờ đợi điều này. Cổ động viên kỳ vọng phải thắng khiến cho cầu thủ chịu sức ép lớn. Nếu vào trận với tâm thế phải thắng, phải gồng lên sẽ rất khó chơi. Nếu chúng ta giải quyết được vấn đề sức ép, cầu thủ không bị phân tâm để chuẩn bị cho trận đấu, lối chơi cũng hoàn mỹ hơn. Cựu cầu thủ của Thái công đánh giá đội tuyển Việt Nam có một thế hệ cầu thủ trẻ và chất lượng, có chuyên môn và thể lực tốt. Ông đánh giá Thái Lan và Việt Nam cân tài cân sức. Tuy nhiên, nếu phải chịu sức ép thì các cầu thủ khó có thể thể hiện đúng khả năng và những tình huống xử lý bóng thiếu chính xác có thể sẽ diễn ra. Huấn luyện viên Triệu Quang Hòa đặt niềm tin vào Tuấn Anh. Tiền vệ Hoàng Gia Lai là một chiến binh đích thực với khả năng tranh chấp, đấu tay đôi ấn tượng, khác với Hùng Dũng và Đức Huy, cần cù, mạnh mẽ thì Tuấn Anh biết cầm bóng, thoát pressing xuất sắc. Ngoài ra, hàng tiền đạo cũng là một trong những nỗi lo mà huấn luyện viên Triệu Quang Hà nhắc đến. Đội tuyển Việt Nam đang thiếu một trung phong xuất sắc bởi lẽ tại V-League, các câu lạc bộ quá trọng dụng những chân sút ngoại. Đây là một thiệt thòi lớn cho những chân sút của Việt Nam. Còn chuyên gia Phan Anh Tú thì cho rằng, kết quả ở trận đấu này không phải là điều quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam. Theo phân tích của ông, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi hơn là giành chiến thắng. Nòng cốt của đội tuyển Việt Nam đến từ câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Cả hai đội đang phải căng sức thể hiện tại các giải đấu những cầu thủ chủ chốt của họ cũng đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, nhiều cầu thủ đang bị quá tải bởi phải thi đấu ở cường độ cao, ông Phan Anh Tú phân tích. Xét về chuyên môn, ông Tú cho rằng đội tuyển Thái Lan vẫn rất đáng gờm, dù không còn giữ được lối chơi như thời cựu danh thủ Kiatisak cầm quân. Khi đó họ có những miếng đánh sắc bén và độc đáo, lúc này họ vẫn giữ được tính thực dụng và đó là điểm mạnh của tuyển Thái Lan. Ông Phan Anh Tú nhận định về phần tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park chắc chắn sẽ có những miếng đánh sắc bén, đồng thời ông ấy vẫn giữ thể lực cho các cầu thủ. Trận đấu này thể hiện sự khôn ngoan của ông Park. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công, chuyên gia Phan Anh Tú cho hay. Từ những phân tích nói trên, người từng giữ vai trò trưởng đoàn tại một số đội tuyển Việt Nam cho rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không đặt nặng tỷ số ở cuộc đối đầu với Thái Lan. Ông nói: "Các cầu thủ đang mệt mỏi, họ ý thức trước mắt là nhiệm vụ ở cơ lạc bộ và xa hơn là mục tiêu của đội tuyển quốc gia tại vòng loại world cup họ cũng ngại chấn thương rồi nỗi lo ở giải quốc nội nên nhiều người sẽ không thể hiện đúng khả năng đó cũng là điều hay bởi ông park sẽ phải thể hiện sự khôn ngoan của mình ông tú nói thêm chuyên gia này cũng cho biết thêm nhà cầm quân người hàn quốc cũng có những miếng đánh độc đáo ông ấy đủ hiểu cầu thủ việt nam để có tính toán hợp lý thậm chí sẽ có đội hình xuất phát bất ngờ đấy cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn